Vâng, em Hoàng Tường xin chào cả nhà. Chào cả nhà lại đến với video tiếp theo của em. Em vẫn đang tỉa thanh hà nhá cả nhà nhá. Đấy. Em vẫn đang tỉa thanh hà. Thì khả năng là mai một ngày nữa là mới xong cả nhà. Mai khả năng một ngày nữa mới xong nhá. Còn đây. Đây là những cây thanh hà mà ngày trước em có lên làm video cho cả nhà ấy. Bây giờ nó đã ra lộc cái này. Đấy. Sâu rất nhiều nhá. Có cành là sâu ăn hết rồi. Nhưng mà chưa phun được cả nhà. Bởi vì em đang tỉa một số xong là em tiện thể phun. Đây này. Cái lớp mà em hướng dẫn cả nhà làm lộc ấy. Thì là lộc nó ra như thế này rồi. Đấy. Có video là em lên là hướng dẫn cả nhà làm thanh hà đấy. Đây này, lộc đây này. Sâu bắt đầu nó ăn nhá. Khả năng là mai em làm một ngày nữa mới xong nhá cả nhà nhá. Ngày kia khả năng ngày kia mới phun được. Sâu ăn gần hết rồi. Như cây này là sâu ăn gần hết rồi. Đấy. Cái lớp mà em hướng dẫn cả nhà đấy cả nhà. Cây là em bảo cả nhà làm hai lớp đấy, hai lớp lộc đấy. Đây này. Đấy ra sâu ăn gần hết. Còn như những cây đây em đang làm đây. Đây em đang làm nhá. Đây hôm nay vẫn đang tỉa đây nhà. Đấy. Đây đang tỉa đây. Thanh hà này em dự tính là thanh hà này là năm nay em làm hai lớp. Hai lớp lộc nhá cả nhà nhá. Đấy hôm nay em vừa lên tỉa thì lên nói chuyện với cả nhà. Là hôm nay là mùng 4 tháng 7 năm 2024 nhằm ngày 29 tháng 5 năm Giáp Thìn. Thì em vẫn tỉa thanh hà nhá cả nhà nhá. Đấy tỉa có hơn trăm cây. Hơn trăm cây thôi nhưng mà một mình làm nó khá là lâu rồi nhỉ. Đấy một mình làm khá là lâu đây. Đấy một buổi mới được 6 cây cả nhà. Một buổi mới được 6 cây như thế này thôi. Đây này. Đấy. Một buổi mới được 6 cây thôi nhá. Như cây này nếu mà sai thì là nó đạt khoảng độ tầm 60 cân đến 80 cân. Đấy, như cây này nhá. Cây trồng 13 năm, năm nay được 13 năm đây. Đấy. Còn những cây lớn hơn ấy thì khả năng được hơn. Nhưng mà cây này nó cũng vừa phải, chưa phải lớn lắm cả nhà. Nhưng mà tán nó gần giao nhau đây. Cả nhà đây. Đấy. Hai bên nó ra nhá, gần giao nhau. Thì là em làm lộc ấy. Thì là em cũng gọi là gần căn, gần là cố định rồi cả nhà. Đấy lớp này, căn nó gần là cố định rồi. Thì em làm lại lộc hết nhá cả nhà nhá. Đây như những cây này. Đấy. Em làm lại lộc hết này cả nhà này. Đấy. Nó có ra một cái lớp này sau ăn hết đây này. Là em phớt đi hết nhá. Cái này là em phớt đi hết. Đấy. Làm lại lộc nhá cả nhà nhá. Bất chấp làm lại lộc thôi. Không làm lại lộc ấy thì là như cái bác bảo là như cái này mà để lấy thêm một lớp lộc ấy, thì cái này nó vẫn ra. Nhưng mà em nhìn xấu quá cả nhà. Thôi em lấy hai lớp. Chịu khó, chịu khó làm. Đây này. Thì em sẽ cầm dao em sẽ phang tỉa cho cả nhà một chút cả nhà. Đây. Đấy. Mình sẽ phớt qua những cái ngọn này thôi cả nhà. Phớt nhẹ nhàng thôi, cả nhà đừng phang vào sâu quá. Mình không nên tỉ vào sâu quá cả nhà. Đấy những cái cành kẹ này là mình làm đi hết nhá. Đấy, đây này. Để tầm này thôi. Đấy ví dụ như thế này này. Cái ngọn này này. Đấy. Thì là mình cứ phớt đi tầm này cả nhà nhá. Cả nhà phớt ra cũng được mà bập vào cũng được. Nó không quan trọng.
đấy dùng dao ấy, kể cả nó có bị nó có bị mẻ vào đây cũng không quan trọng đâu nhá cả nhà nhá. Đấy, những cái cành mà kẹ kẹ này cả nhà chặt là tỉa đi luôn cho em nhá. Đấy, đấy là vải Thanh Hà. Làm năm nay em dự tính là làm 2 lớp. Đây là vải Thanh Hà nhá cả nhà nhá. Thì em sẽ đi quay vải muộn. Có bác vừa nãy bảo hướng dẫn là tỉ vải muộn để lấy 3 lớp đấy cả nhà. Là em chưa trả lời được. Tí nữa em sẽ đi quay. Đây, Thanh Hà lấy 2 lớp của em đây. Đấy là tỉ kiểu như vậy. Nếu mà tỉa xong ấy thì nó sẽ như cây này nhé cả nhà nhá. Đấy, nó như cây này này. Đây. Đấy, khi tỉa xong nó sẽ như cây này. Đấy, như cây bên này. Đấy, cây bên này chưa tỉa nhá. Khi tỉa xong ấy nó sẽ như cây này. Đấy. Rồi em sẽ đi lên quay một đoạn video hướng dẫn cả nhà làm vải thiểu chính vụ, làm là lộc ba nhá. Đây là vải Thanh Hà. Đấy. Vâng, đây nha cả nhà nhá. Vải thiểu chính vụ đây. Đấy, vải thiểu chính vụ năm nay không có quả đây. Thì theo một bạn là bảo là hướng dẫn cách tỉa đấy, lấy 2 lớp hoặc là 3 lớp đấy. Thì em sẽ đây không phải vườn của em nhá. Em là vườn của người khác, là người khác gọi là người ta chưa tỉa ấy, thì em nên xin hai cành là em hướng dẫn làm một cách là làm lộc, lấy 2 lộc và một cách lấy 3 lộc. Đấy. Thì em sẽ hướng dẫn làm lấy 3 lộc trước nhá cả nhà nhá. Đây, ví dụ những cành trong thân đây này. Đấy. Đây này. Cành này. Đây, ví dụ đây. Thì là cả nhà sẽ chặt đến đây thôi. Thì cái để từ đây xuống đây ấy, thì là nó khoảng 3 sen nhá cả nhà nhá. 3 sen đến 5 sen. Đấy. Đấy thế này này. Đấy, cành trong thân nhá. Đấy, giờ đây. Đấy. Đây là lấy 3 lộc nha cả nhà nhá. Đây này. Lấy 3 lộc đây này. Đấy. Đấy, đây này. Đấy. Đây là em hướng dẫn làm lấy 3 lộc nha cả nhà nhá. Đây. Đây cái ngọn của nó đây. Ngoài ngọn của nó đây. Đang rộng sum xê đây. Đấy, như thế này nhá. Thì là ở trong này ấy thì là các bác làm. Đây này. Quay trở lại này. 3 sen đến 5 sen. Đấy, chắc là bác được vào xem ấy, xem cái video sau rồi. Thì trước em có hướng dẫn làm lộc mà vải thiều chính vụ ấy, là em bây giờ em đã được một lớp rồi cả nhà. Đấy, các bác bắt đầu tỉa những cành tăm đi cho em nhé. Đấy, cành tăm đây. Đấy là hết cành tăm nhá. Đây này. Đấy, ok chưa? Xong là bắt đầu các bác phớt đầu ngọn. Đây này, cái đầu ngọn của nó như thế này nhá. Đây này. Đầu ngọn của nó rất xấu rồi này. Đấy. Là em sẽ phớt đi nhá. Là em sẽ phớt đi. Đấy, này. Em sẽ phớt nhá. Các bác phớt sao nó cho nó vừa phải thôi. Đừng cho ngắn quá. Là để mình tạo cái đầu này nó hút khỏe hơn trong. Đây này. Đấy. Là xong. Đấy, ok nhá. Đây. Đấy. Đây là làm lộc ba nhá cả nhà nhá. Làm lộc ba nhá. Đây. Cành đây. Quay từ trong vào. Từ ngoài ra, à từ trong ra. Đây này. Bắt đầu từ đấy nhá. Đấy. Đây là làm 3 lớp. Đấy. Ra đến ngọn của nó đây. Là bắt buộc các bác phải để cái ngọn này nó dài hơn để cho nó hút mạnh hơn, cho nó điều tiết là cái lộc ở trong thân này sau này nó sẽ ngắn hơn. Sẽ ngắn hơn và cái này nó sẽ dài hơn. Nếu mà các bác
chặt cái ngọn này ấy, các bác chặt cái ngọn này này, các bác chặt quá sâu thì là cái ở trong thân ấy sau này nó sẽ mọc khỏe hơn, trong thân nó sẽ dài hơn và ở đầu ngọn này nó sẽ rút, lộc nó sẽ yếu. Đấy là nó sẽ sau này ấy, là cái lộc trong thân này nó sẽ rất dài, tương tự rất dài là cái lộc ngọn nó sẽ không thành. Đấy, đây là cách tỉa chặt là lấy 3 lớp nhá. Còn cách lấy 2 lớp ấy thì đây, cành ở bên dưới đây. Đây này. Đấy. Cành ở dưới này ấy, thì các bác lấy, nếu ví dụ các bác lấy 2 lớp ấy thì là các bác sẽ chặt lên ra để đến là đây này. Em sẽ chặt nhá. Đấy, các bác sẽ để 5 sen đến 7 sen. Đấy, 5 sen đến 7 sen nhá. Đấy, các bác để dài hơn. Các bác lấy 2 lớp thôi. Đây này. Đấy, các bác để những cái mấu này dài hơn nhá, 5 sen đến 7 sen. Thì các bác chỉ lấy 2 lớp thôi. Đấy. Tương tự như vậy. Thì ra những cành đây. Đây là những cành ở trong thân nhá, 5 sen đến 7 sen nhá. Đây các bác là làm 2 lớp nhá cả nhà nhá. Đấy, làm 2 lớp đây. Đấy. Thì các bác tương tự tỉa những cành kẹ đi cho em. Đấy, xong thì là nó còn mỗi cái ngọn này thôi. Đấy, còn mỗi cái ngọn này thôi. Thì là các bác sẽ phớt cao lên một chút. Đấy, đây này. Đây này, cành của nó hỏng đây này. Đấy, đây này. Thì là các bác chỉ phớt ngoài cái ngọn này thôi nhá. Đấy, đấy các bác để dài hơn. Đấy, các bác để dài hơn này nhá. Đây. Lấy 2 lớp đây. Đấy, các bác phớt qua thôi. Tương tự là cái lớp lọc già này nó tương tự là được 1 lớp rồi. Thì mình lấy 2 lớp nữa nó tương tự là thành 3 lớp. Đấy, còn cái cành ở trên này. Đây em hướng dẫn đây. Lấy 3 lớp đây. Là vào sâu hơn nhá cả nhà nhá, vào sâu hơn. Đấy. Bởi vì sao mình lại chặt lấy 3 lớp thì mình chặt vào sâu. Sâu hơn đấy thì là lộc của nó mọc ấy thì là nó ra tức độ là nó nhanh hơn và nó thiếu lộc hơn thì mình lấy 3 lớp. Còn làm 2 lớp ấy thì mình để cái lộc này dài hơn và nó có lực hút mạnh hơn và lộc nó ra dài hơn và mình lấy 2 lớp là có khả năng là nó đủ rồi. Đấy. Nó chỉ chênh lệch là để cái ngọn này với lại cái ngọn này. Đấy, đây này. Chỉ chênh lệch 2 ngọn thôi. Một là làm dài hơn, hai là làm ngắn hơn thôi. Đấy. Thì qua video ấy, thì là các bác cứ nhìn. Các bác không ấy thì các bác nhìn tua lại, làm. Một cái này là cái lớp 2, cái lọc làm lấy 2 lớp đấy. Các bác để dài hơn một chút. Thì cái trên này ấy, thì các bác làm 3 lớp các bác. Chặt ngắn hơn một chút. Đấy. Đấy là vải thiều chính vụ nha cả nhà nha. Đấy, còn là em tỉa Thanh Hà đấy cả nhà. Thanh Hà của em ấy thì là mai một ngày nữa là xong. Thì là em sẽ tiến hành phun. Thì là em vải Thanh Hà là em căn là em năm nay là xác định là lấy 2 lớp nha cả nhà nha. Nhưng mà nó còn do thời tiết nữa cả nhà. Nếu mà lấy 3 lớp ấy thì nó lộc của mình không đủ tiêu chuẩn đấy thì là mình ép 3 lớp ấy thì là mình phải đuổi. Thì năm nay em căn lộc ấy thì là năm nào cũng như vậy nhá cả nhà nhá. Em căn lộc là khoanh trước riêng vải thiều chính vụ với lại vải Thanh Hà đấy thì là cây vải thiều chính vụ đấy là em khoanh căn là khoanh trước lộc đông 10 ngày và sau lộc đông 10 ngày và cây vải Thanh Hà ấy thì là mình khoanh sớm hơn cây vải thiều chính vụ 10 ngày. Đấy cả nhà nhá. Đấy, em căn là em căn như vậy. Rồi video em lên như vậy thôi. Rồi em xin được chào cả nhà.